Hello hello mọi người, thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà tách cái chùm cây bé kẹp con ra khỏi cây mẹ nha mọi người. Ê, rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào việc chính đây. Thì đầu tiên các bạn lật úp cái chậu lại, đây các bạn lắc cho nó rớt nguyên cái giá thể ra mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ xác định hướng của cái cây con. Đây, cái cây con nó mọc từ đây qua đây. À, cái đầu của cây mẹ thì nó bò qua đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ khui góc này nha mọi người. À, khui góc này ra. Các bạn cứ từ từ thôi, không cần phải là quá là sợ gì cả. Với lại trong quá trình tách á, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc đứt rễ cây nha mọi người. À, đứt rễ thì chúng ta cũng chả cần phải lo lắng cho lắm. Quan trọng là cái bước mà các bạn dưỡng sau này á, khi mà các bạn tách cây con ra, các bạn dưỡng như thế nào á, là nó quyết định cái tỷ lệ thành công. Thì bây giờ mình đã xác định được cái gốc của cái cây con nó ở đâu. Đây, cái phần gốc nó nằm ở góc này. Rồi, bây giờ mình sẽ nắm ở đây. À, đây các bạn thấy không? Thấy rõ ràng tay mình nè. Nắm, các bạn kéo ra. Có thể nó sẽ kéo đi luôn cây mẹ luôn mọi người. À, nó kéo theo cây mẹ luôn. Thì các bạn cứ nắm kéo ra luôn. Tại vì cái cây con á, thường thường nó sẽ dính chùm với cái cây mẹ. Nên các bạn kéo là cái cây mẹ nó sẽ đi theo ra luôn. Chúng ta cứ từ từ thôi, không cần phải quá vội vàng. Nói chung là tùy theo kinh nghiệm của mỗi người khi mà các bạn làm nó chuẩn xác như thế nào. Đây rồi, một đứa khá là to luôn nha mọi người. Đấy, rồi sẽ tạm để nó ở đây đi, mình cắt cái cây kia tiếp. Đấy, các bạn cứ dạch ra. Các bạn cứ dạch, các bạn tìm cái góc của cái cây con. Đây, góc của cái cây con nó nằm đây. Đây các bạn thấy không? Góc nè. Đây, mình dạch ra cho mọi người xem. Đó, góc nè, tách ra. Các bạn cứ nắm nhẹ nhàng, các bạn tách. Đấy, nhẹ nhàng vậy thôi. Rất là đơn giản mọi người. À, vậy là mình tách từ hai cây con rồi nè. Cơ mình còn rồi, hết rồi. Vậy cái cây mẹ này chúng nó có hai cái cây con. Bây giờ mình sẽ bó cái cây mẹ lại để mà mình trồng lại như cũ. Bó lại thôi. Cho các bạn nhét vào chậu. Ok, thì bây giờ mình sẽ để cái cây mẹ qua một bên đi, xíu nữa mình sẽ điều chỉnh lại sau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà trồng cái cây con vào bên trong cái chậu mới nha mọi người. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái chậu chứa giớn. Các bạn cũng có thể trồng xe dừa nhưng mà mình không khuyến khích, vì xe dừa nó không có, mình cảm thấy rằng là nó không có hợp với cái cây bẫy kẹp mọi người. Đây, thì tiếp theo rất là đơn giản luôn, các bạn trồng nó vào bên trong một cái chậu mới. Đấy. À, đơn giản vậy thôi mọi người, rất là đơn giản luôn. Giờ mình sẽ đi kiếm cái bình xịt tưới nước cho nó. Rồi ok, mình đã kiếm được cái bình xịt ở đây mọi người. Bình xịt vàng để chỉnh tia nước nó cho nó phun sương. Mình sẽ mình tưới vào. Tưới vào rất là đơn giản luôn. Tưới vào cho nó đậm nước nha mọi người. Đấy, tưới vào. Rồi ok, tạm ổn rồi đó. Thì á, cái khoảng thời gian đầu các bạn nên để cây ở nơi ánh sáng mạnh nha mọi người. Ánh sáng mạnh chứ không phải là nắng mạnh. Ánh sáng mạnh với nắng mạnh nó sẽ khác nhau. Các bạn để đó cho tới khi nào mà thấy cái cây con á, nó tiếp tục nó phát triển lên thì các bạn mới đem ra ngoài nắng nha. Chứ mà các bạn mới vừa tách ra xong, các bạn không nên để cây ở ngoài nắng trực tiếp chung với cây mẹ. Để khoảng chừng, mình cảm thấy rằng là khoảng chừng vài ngày là nó bắt đầu nó phát triển lại rồi, không cần phải quá lo lắng đâu. Thì trong quá trình mà các bạn dưỡng á, các bạn cũng có thể phun thêm một vài loại chế phẩm, ví dụ như là vitamin B1 hoặc là vitamin B12 để giúp cho cây nhanh phát triển hơn. Rồi ok, vậy là cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà tách cái cây con ra khỏi cái cây bẫy kẹp mẹ của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như bạn thấy clip hay, hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người.